Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì hôm nay có nhiều thông tin đặc biệt liên quan đến chị Hồng Loan, cũng như là hỏi vì sao mà chị Hồng Loan không có ở nhà. Thì sau khi tìm hiểu một số thông tin thì được biết là ngày hôm qua là ngày 5 Tây tháng 10, chị Hồng Loan cùng với chị Ni và luật sư Tiết Ngọc đã có một chuyến bay đến Hà Nội để xử lý một số công việc liên quan đến những vụ kiện tụng sắp tới. Và cụ thể vụ kiện tụng đó như thế nào thì sau khi mình đọc thông tin tại một số trang Facebook của chị Ni và chị Hồng Loan thì phát hiện ra một điều rất là đặc biệt là chị Hồng Loan và chị Ni đi tham gia một cái đơn là về chuyện bản quyền của BH Media. Thì trong thành phố Hồ Chí Minh, BH Media chỉ là một chi nhánh thôi, còn tổng công ty thì là nằm tại Hà Nội, nên chị Ni, Hồng Loan và luật sư Tiết Ngọc cùng với một anh nam luật sư nữa cũng đã đến Hà Nội để làm rõ cái chuyện hợp đồng BH Media mà cô cháu gái kia đã ký kết lúc tang lễ ngay cả nhà. Thì nội dung việc làm việc thế nào thì mình nội dung chi tiết thì không thể đề cập được, còn việc mà làm việc thì đã xong rồi, thì mọi người đi ra về cũng rất là vui vẻ và chụp hình bên cái trụ sở của công ty BH Media. Đó, thì cả nhà thấy trên màn hình là cái tấm ảnh mà chị Loan cùng với luật sư Tiết Ngọc và chị Hồng Ni, chị Ni chụp hình tại một cái tòa nhà của BH Media, nơi mà giữ những tác quyền tác phẩm liên quan đến nghệ thuật. Nó thì công ty BH Media cũng là một cái công ty mà chuyên qua chuyện về truyền thông và giữ những cái tác phẩm tác quyền của cải lương Việt Nam đó cả nhà. Nó là cũng từ BH Media mà xảy ra nhiều vụ tranh cãi liên quan đến tác quyền mà giữa cô cháu gái và con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ Siêu Linh, đó là Hồng Loan. Về cái phần tiền BH Media mà cô cháu gái kia đã nhận là 89 triệu đồng trong cái dịp tang lễ, thì đến nay thì số tiền đó vẫn chưa được hoàn trả cho Hồng Loan, và không biết từ số tiền đó còn phát sinh thêm số tiền nào nữa hay không. Tại vì khi mà mình cũng làm YouTube thì mỗi tháng mình nhận tiền một lần, và mình nhận vào ngày 22 cho đến ngày 24 tây hàng tháng này cả nhà, nên cái việc mà đã nhận cái đó là 89 triệu là nhận một lần hay thôi, hay là những tháng sau còn nhận tiếp, thì cái số tiền đó cũng sẽ được luật sư Tiết Ngọc là và chị Hồng Loan cùng với người đại diện pháp lý bên chị Hồng Loan là chị Ni sẽ được làm rõ trong hợp đồng tại BH Media đó. Thì cái tiền đó thì nếu mà cô cháu gái không hoàn trả lại thì sẽ rơi vào mức khung của hình sự về tội chiếm dụng tài sản cả nhà, đó là có quy định hết. Trên trang cá nhân của mình thì chị Ni cũng có một thông báo, một thông tin là sáng em đọc tin nhắn tràn ngập mỗi câu chuyện em livestream á, là em kể cho mọi người biết một chút về phía bên kia thôi, chứ em là đại diện phát ngôn của Hồng Loan nhân nhượng tầm giờ này nữa. Tất cả mọi người, em và luật sư đã làm việc cực lực, thời gian cho hồ sơ pháp lý cũng có hạn, cũng phải xử cho ra ngô ra phai thôi, không phải kéo dài được đâu nha mọi người. Nhưng mọi người biết cái thể loại người ác bị ổi đê tiện tham lại thăm thì vô số thủ đoạn, thì để chiến đấu phải dùng một cái đầu thật lạnh, tinh thần thật thép. Đặc biệt là những điều em cũng không thể tiết lộ khi chưa được sự cho phép của luật sư. Đằng sau của luật sư lại có thêm cố vấn. Hôm qua em với Loan đi Hà Nội rồi, cả luật sư cũng ở ngoài này. Chúng em không đi đâu chơi đâu nha mọi người. Thì đó là thông tin mà chị Ni đăng một cái bài viết này ngày buổi sáng. Thì tất nhiên là chị Ni và Hồng Loan đang ở Hà Nội để xử lý vấn đề liên quan đến việc BH Media. Thì ngoài việc BH Media ra thì thông tin mà một số anh em chia sẻ được nữa là có thể là chị Ni và Hồng Loan đang làm một số đơn kiện ngược lại cô Sáu. Cả nhà biết tại sao kiện ngược lại cô Sáu không? Kiện cô Sáu về tội vu khống những giấy tờ mà Hồng Loan đang có. Cô Sáu kiện đó là những đề liên quan đến giấy tờ giả giấy khai sinh, giả chữ ký làm con nuôi. Thì cái đó là sẽ được gửi đơn kiện ra tới Trung ương nghe cả nhà, nó không đơn giản đâu. Tại vì khi đụng tới cá nhân thì không sao, nhưng mà đụng tới tổ chức
nhà nước, là một tổ chức chính trị, tổ chức pháp lý của nhà nước mà cô Sáu lại dám đâm đơn kiện là nói là Hồng Loan dùng giả, dùng giấy tờ giả, dùng giấy thí sinh giả. Những giấy tờ đó thì cả nhà đã biết là được chứng thực bởi cơ quan chức năng hết rồi, mà cô Sáu lại cho rằng là Hồng Loan dùng giả và có người thì giả mạo chữ ký của cố nghệ sĩ để hợp thức hóa vấn đề thưởng tài sản của Hồng Loan. Thì tất nhiên là nếu như cô Sáu không trưng ra được bằng chứng mà cô Sáu cứ nói khơi khơi như vậy thì cô Sáu sẽ mang vào tội vu khống cả nhà. Mà nếu vu khống cá nhân thì cũng là tội, mà vu khống tổ chức chính trị, tổ chức nhà nước thì tội càng nặng hơn nha cả nhà. Đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tổ chức nhà nước. Và việc mà cô Sáu cứ suốt ngày cứ đâm đơn kiện hoài thì một số người cho rằng đó là tại sao không có biện pháp nào để hạn chế việc này, hay là có biện pháp pháp chế để răn đe cái cô Sáu kiện hoài, không lẽ cứ để cho cô Sáu kiện suốt hay sao. Thì mọi người đã biết rồi đó, thì hiện tại đơn kiện cô Sáu đang kiện Hồng Loan về tranh chấp tài sản thừa kế, thì trước mắt thì tòa án nhân khu nhận đã thụ lý, và bên cạnh đó thì họ cũng có trình tự giải quyết vấn đề đó. Thì phát sinh nhiều đơn kiện, thì lúc đầu thì kiện đòi đồng sở hữu, kiện đòi đất ở Thủ Đức, rồi bây giờ lại kiện giấy tờ giả nó. Rồi trong những lần kiện đó thì lại có 5-6 lá đơn thưa Hồng Loan, thưa về những tội xúc phạm danh dự, rồi thưa về mắc đồ trong nhà nó. Cả nhà thấy thế, thì có mắc hay không thì mình không biết, mà nhưng mà cái vấn đề vừa rồi là có một cái đoạn clip của cô cháu gái khi mà vào nhà để kiểm tra tài sản trên cái phòng, trên phòng thì đã có mời công an và bên vi bằng, về lập vi bằng mọi thứ để là ok hết nha cả nhà. Đều có video và ghi lại hết, tất cả đều được xác thực hết rồi. Nên cái đó cũng là một phần để giúp cho Hồng Loan không bị nghi quan về sau này. Và câu chuyện đó đã xảy ra cách đây khoảng hơn 4 năm tháng nay rồi, là lúc mà cô cháu gái và cô Sáu bị đuổi ra khỏi nhà. Nên cả nhà, thì bữa đó là chị Ni là người kêu Hồng Loan thay ổ khóa vân tay đó. Từ đó sau là mọi việc là trong phòng đó thì Hồng Loan không đụng tới đồ đạc gì hết và niêm phong căn phòng đó. Và hiện tại thì đồ đạc của cô cháu gái và cô Sáu hiện tại vẫn còn trong nhà của Hồng Loan cả nhà. Xin nhắc lại là đồ đạc đó là vẫn còn trong nhà. Thì họ sẽ dùng cái thế gài vấn đề là đồ đạc còn trong đó để nếu mà Hồng Loan mà đụng đến hoặc là có di chuyển vấn đề, di chuyển đồ đạc trong phòng đó thì họ sẽ thưa kiện Hồng Loan và gán ghép cho Hồng Loan vào một cái tội là có thể là tội ăn cắp đồ đạc, có thể dẫn đến cho Hồng Loan tội hình sự quá cả nhà. Đó là một chiêu tham hiểm, nham hiểm của họ, một chiêu là hơi rất là ác cả nhà. Nó trong khi đó thì cố nghệ sĩ đã cho họ về là căn nhà số 5 Đồng Khởi Điểm ở trong thời điểm dịch bệnh để cho họ có một nơi ở an toàn. Đó, bây giờ khi mà cố nghệ sĩ vừa mắc xong thì họ lại đưa ra những cái bằng chứng, những bằng chứng gọi là bằng chứng vớ vẩn đó nha, bằng chứng nó không có đúng pháp luật để đòi tranh chấp tài sản, di chúc miệng nè, rồi những cái vi bằng vớ vẩn ha, được trưng ra, rồi thưa kiện đủ thứ hết để nhằm chiếm đoạt tài sản của Hồng Loan. Mà khi đó thì Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ rồi, thì họ lại giở cái chiêu là con ruột con nuôi, đủ thứ hết cả nhà ơi. Đó, thì chúng ta cứ theo dõi cái vụ kiện này, theo dõi cái trình tự để cho pháp luật xử lý họ. Đó, thì mong rằng là cái đơn kiện sẽ được xử lý nhanh sớm để cho khán giả hoặc là cộng đồng có một cái nhìn, có một cái kết quả gọi là kết quả như mong đợi hay cả nhà nha. Chúng ta đã biết kết quả rồi, nhưng mà chúng ta muốn kết quả này sẽ được thực thi bởi pháp luật nha cả nhà. Thì mình xin thông tin cả nhà biết một số thông tin liên quan đến Hồng Chiều Hồng Loan đi Hà Nội về vụ kiện BH Media, cũng như những lời liên quan đến kiện tụng sắp tới cả nhà. Thì mong cả nhà cứ yên tâm chờ đợi những cái kết quả sớm nhất bên luật sư và tòa án sẽ thông báo. Thì trong tháng 10 này thì bên tòa Phú Nhuận sẽ diễn ra một buổi xử, thì trên tòa cũng đã có thông tin rồi, nhưng ngày cụ thể thì luật sư Thiết Ngọc cùng với đại diện pháp lý của chị Hồng Loan và chị Ni sẽ công bố đến cả nhà sắp tới nha. Và bây giờ em xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo. Thì cả nhà nhớ cho em xin một like, một share, một lượt đăng ký để em có động lực làm thêm nhiều video clip mới cả nhà. Và xin chào cả nhà nha.